Vâng, và trong buổi đến đây để chia sẻ cái buổi trưng bày cây cảnh nghệ thuật của xã Tiên Phong Ba Vì, Hương Sắc Đô Sinh có giao lưu cùng với bác Nguyễn Hồng Lâm. Vâng, chào bác nhé. Vâng, chào bác Đô Sinh ạ. Vâng ạ. Rất hân hạnh hôm nay chi hội trưng bày cảnh xã Tiên Phong chúng tôi được Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã, Hội đồng Nhân dân cho phép trưng bày sinh vật cảnh lần thứ nhất tại vâng. xã. Với cái phong trào chúng tôi trưng bày sinh vật cảnh này nhằm mục đích là mừng Đảng, mừng Xuân, mừng xã Tiên Phong sau 30 năm đổi mới và mừng chi hội sinh vật cảnh của chúng tôi sau 8 năm xây dựng. Hôm nay rất vinh dự được bác Đỗ Sinh đến chia sẻ cùng với chi hội sinh vật cảnh chúng tôi. Chi hội sinh vật cảnh chúng tôi xin chân thành bác Đỗ Sinh và cũng là gửi lời chúc tất cả các anh em nghệ nhân trong toàn nước Việt Nam chúng ta làm được nhiều cây cảnh đẹp để phục vụ cho xã hội và cũng là cái phục vụ cho môi trường sinh thái, sinh trạch đẹp. Xin cảm ơn. Vâng ạ, xin cảm ơn bác. Và nhân danh cá nhân cũng như là thay mặt cho những người đam mê trong cả nước, xin kính chúc sức khỏe bác cùng với ban lãnh đạo của chi hội sinh vật cảnh xã Tiên Phong, cùng với hội chi hội sinh vật cảnh xã Tiên Phong nhiều sức khỏe nhân dịp đầu xuân năm mới, và để cái công tác mà phát triển cây cảnh nghệ thuật của chi hội sinh vật cảnh xã Tiên Phong ngày càng phát triển. Vâng, vâng, chúng cháu xin cảm ơn bác nhé. Vâng. Và sau khi giao lưu với bác chi hội trưởng chi hội sinh vật cảnh xã Tiên Phong, bây giờ Đỗ Sinh tiếp tục giới thiệu với các bạn những cái tác phẩm cây cảnh nghệ thuật được trưng bày tại đây. Chúng ta đến với một tác phẩm thông. Vâng, đó là cây thông của anh Hồ Lan Thủy, thị trấn Tây Đằng. Vâng, tiếp đến là tác phẩm Dâm Bụt. Của anh Duy họa sĩ. Chúng ta đến với tác phẩm Thông Giáng Siêu của anh Nguyễn Ngọc Tú, câu lạc bộ Phủ Quảng Ba Vì. Tác phẩm Ruối của anh Phan Kiến Thức, câu lạc bộ Phủ Quảng
tác phẩm Hoa Giấy của anh Nguyễn Văn Sơn. Tác phẩm Xanh của anh Nguyễn Thành Sơn. Chúng ta đến với một tác phẩm Ruối Bonsai Mini rất đẹp của anh Yến Đức Hùng. Yến Đức Hùng, câu lạc bộ Phủ Quảng. Tác phẩm Hoa Giấy, Huyền Dáng Huyền Nhai của Nguyễn Văn Sơn. Vâng, chào anh nhé. Bắt tay bác sinh là hôm nay chúng tôi là tổ chức cái này hôm trước là tôi giao cho cái nhiệm vụ cho cháu Phong. Cháu Phong có điện. Mời bác. Có điện. Chắc là bác có lịch của... Khi anh Phong anh điện thì tôi đã có cái chương trình rồi. Vì trong này báo muộn quá. Thăm mộ đố mười không? Thấy thế vâng. Là lại cho tôi thế. Tiếp theo chúng ta đến với một tác phẩm Xanh, đó là Xanh Phụ Tử của anh Duy Khoa, câu lạc bộ Phủ Quảng, Ba Vì. Chúng ta đến với tác phẩm Si Dáng Siêu của anh Nguyễn Văn Sơn. Thank you.
À, tác phẩm Cần Thăng của Duy họa sĩ. À, tác phẩm Tùng Nghinh Phong Chiếu Thủy của anh Hồ Lan Thủy, Tây Đằng. À, tác phẩm Thông Treo Vách Đá của Hồ Lan Thủy. Vâng, và đến đây Đỗ Sinh cũng xin dừng cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp những tác phẩm còn lại. Vâng, và đây là hai bác Lâm và bác Sửu, là những người chi hội trưởng, chi hội phó của chi hội sinh vật cảnh xã Tiên Phong, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Vâng. Xin chào hai bác. Vâng, xin chào bác. Vâng.